Thưa quý vị, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vừa có văn bản về bình ổn giá cước vận tải trong và sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán và lễ hội xuân 2024. Theo đó, Sở Giao thông Vận tải giao Thanh tra Sở chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan và địa phương xây dựng kế hoạch kiểm tra các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách, đặc biệt là các tuyến cố định xe buýt, xe taxi về niêm yết giá. Khi phát hiện trường hợp bán vé không đúng giá niêm yết, cần xử lý nghiêm để răn đe. Các hoạt động vận tải hàng hóa, vận tải hành khách mang theo hàng hóa trên đường bộ, đường thủy, đường biển cũng cần tăng cường kiểm soát, tránh hành vi lợi dụng dịp Tết, lễ để tăng cước vận tải. Sở Giao thông Vận tải Bà Rịa Vũng Tàu yêu cầu các bến xe khách, bến tàu phải niêm yết giá cước trên phương tiện và tại phòng vé theo quy định. Các dịch vụ cho xe ra vào bến, giá dịch vụ trong giữ xe cũng phải được thực hiện theo quy định của Ủy ban Nhân dân tỉnh và niêm yết giá cụ thể. Sở Giao thông Vận tải giao Hiệp hội Vận tải tỉnh tổ chức tuyên truyền vận động các đơn vị vận tải trên địa bàn thực hiện đúng quy định, bảo đảm nguyên tắc điều chỉnh giá cước vận tải đường bộ phù hợp theo mức giá nhiên liệu thị trường.